thiệu, đây là bộ dàn size chung rất rời, dòng cao cấp của thương hiệu Kenwood. Model là Kenwood B9. Bộ dàn này gồm có thớt lọc âm equalizer, thớt amply đánh theo kiểu rời bô và trên cùng là thớt cassette. Ba thớt rời mặt bằng phai nhôm màu xám titan nhìn rất là đẹp và sang trọng. Đây là thớt lọc âm equalizer. Trên cái thớt lọc này mình có thể chỉnh được bass, treble, mid theo tần số lọc. Dãy tầng rất là rộng, các bác có thể chỉnh để phù hợp với thể loại nhạc mà mình đang nghe và phù hợp với gu nghe nhạc của mình. Ngoài chỉnh bass, treble, mid qua tầng số lọc ra thì các bác có thể chỉnh mặc định và có luôn chế độ equalizer AI, tức là nó tự động căn chỉnh theo thể loại nhạc cho mình. Mỗi thớt như vậy nha, cái phay nhôm rất là dày, siêu nặng luôn. Các bác nhận được bộ dàn là mình ưng ý ngay. Và đây là thớt amply đánh theo kiểu rời bô. Công suất amply cao ngắt ngưỡng lên tới 170W, hầu như là rất cao trong phân khúc các dàn xây chung thớt rời. Mình có thể chỉnh được chế độ loát nét, chỉnh tăng bass nè, các bác thấy nguyên một cái volume nè, chỉnh bass vô tư luôn lên tới 20 mức lần nha. Ngoài chỉnh bass, chỉnh loát nét ra thì mình có thể chỉ ngõ 4CH, chế độ sụt rao để tạo hiệu ứng âm thanh vòm, để mình giải trí, để mình nghe nhạc, để mình xem phim. Đây là nút chỉnh ba lăng. Đây là cái nút chỉnh ba lo chính hoặc là hai lo omni phía trên nóc. Và còn rất rất là nhiều tùy chỉnh khác. Trước khi ship hàng đi, nhân viên của em sẽ làm cái clip hướng dẫn các bác sử dụng các chức năng trên bộ dàn này, nên các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Và phía trên cùng này là thớt cassette, hai học cassette hoạt động ok. Em test luôn cassette cho các bác tham khảo nha. Như xanh tắm màu như thương, con đường của em đi vàng lên mái tầm thề, ngõ hồn từng tăng thề. Anh làm thơ vô quý, hát qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Dãy tầng rất là rộng luôn, lên tới 16 kHz nha. Vậy là cassette nè, và chức năng AUX em vừa test cho các bác đều hoạt động ok. Đặc biệt phía trong amply này em có gắn thêm bộ Bluetooth cho các bác, nên các bác có thể nghe nhạc qua chức năng Bluetooth không dây tiện lợi. Bluetooth gắn phía trong amply nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng âm thanh hay hơn rất là nhiều so với các bác gắn Bluetooth phía ngoài amply. Lo zin theo dàn Kenwood B9 thiết kế rất là đẹp, rất là gấu luôn. Bass của lo là 16cm, một trung, một treble đơm. Và phía trên này là lo omni, gồm có một lo toàn dải bass là 12cm và một cái siêu treble ở trên này. Nhìn rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Bộ dàn này vừa nghe hay, vừa trưng bày đẹp. Đây là một trong những dòng cao cấp và đỉnh nhất của thương hiệu Kenwood trong phân khúc dàn size trung. Đây là đàn em của dàn đại Kenwood A97. Và đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn, góc cạnh của lo rất là đẹp. Công suất lo không ghi trên lo, đồng bộ giữa lo và amply là made in Japan. Lo đánh hai cầu, trắng xanh đỏ đen. Công suất amply là 170W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Nghe radio AM hoặc là FM thì mình cắm anten vào vị trí này. Có rất là nhiều ngõ AV in, AV out hay còn gọi là ngõ AUX dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Có ngõ sụt rao để các bác kết nối thêm được hai lo rời. Bộ dàn này đã có hai lo kèm theo dàn rồi, mình có thể kết hợp thêm hai lo nữa thì tổng cộng amply này đánh được 4 lo cùng một lúc và mình có thể kết nối được với hai xích điện rời. Có nhiều ngõ kết nối để tăng chất lượng cho bộ dàn này. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Japan. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một cái rò bách học, tức là cái điều khiển á. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Và tặng cho mình một nhợ dây AUX để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Nếu các bác không lấy bộ combo quà tặng thì em sẽ đổi thành bao ship tặng nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Tức là khi mình chuyển đủ sẽ có một món quà khuyến mãi kèm theo ở bên em. Và tiếp theo em sẽ test chức năng Bluetooth cho các bác tham khảo nha. Bộ dàn này em có remote zin, tức là cái điều khiển zin á. Nếu mà các bác nào có nhu cầu mua thêm khiển zin kèm dàn thì liên hệ để nhân viên tư vấn và báo giá cho mình.
Anh bắt cây ghế để ngóng trông em về. Qua bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em, đi trên lưng trâu giá nâu trên bờ đê nè. Về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Bắn con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhau. Ông phải đi lên nhảy kết dòng nhạc hương quê. Và bắt DJ lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tụi này phố thuê.